Sở Giao thông Vận tải xây dựng Lào Cai vừa tiến hành nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng công trình cầu ngòi đường tại km 35+500 trên quốc lộ 4E tại xã Cam Đường, thành phố Lào Cai. Không còn phải đi qua ngầm tràn hay cầu trung đường sắt, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông như trước. Công trình cầu ngòi đường hoàn thành và đưa vào khai thác đã giúp việc đi lại của người dân qua khu vực này thuận tiện hơn rất nhiều. Bà con mong mỏi từ lâu rồi. Biết bao nhiêu thăng trầm đến giờ này có cái cầu này thì bà con rất là vui mừng, ơn Đảng và Nhà nước và thành phố đặc biệt là cũng đã quan tâm đến đời sống nhân dân ở đây, khu vực địa phương này. Công trình cầu ngòi đường được Ủy ban Nhân dân tỉnh quyết định phê duyệt và khởi công từ tháng 2 năm 2020. Cầu được xây dựng kết cấu bê tông cốt thép giữ ứng lực, chiều dài 50 mét gồm 2 nhịp, rộng 12 mét với tổng mức đầu tư hơn 22,6 tỷ đồng. Theo đánh giá của các cơ quan thẩm định, công trình đảm bảo chất lượng theo đúng các yêu cầu kỹ thuật, đủ điều kiện đưa vào sử dụng. Cầu này thì nhất là các cháu nó đi học, giao thông, lưu thông bây giờ là nó là tương đối an toàn. Về chất lượng, về xây dựng cầu thì nói chung là cũng qua giám sát, cũng có cả tổ nhân dân giám sát thực tế thì thấy là đội thi công làm cũng là rất là tốt. Không chỉ tạo thuận lợi cho việc đi lại của người dân, việc đưa cầu ngòi đường vào sử dụng cũng góp phần quan trọng vào việc phát triển mạng lưới hạ tầng giao thông đồng bộ, hoàn thiện đồng bộ quy hoạch khu đô thị Lào Cai Cam Đường.